Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ .net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã quánh size 16cm canpen chuẩn Đức nha. Đây là dòng inox 304 xịn đẹp với thiết kế vuông kính cường lực và đáy 5 lớp xịn đẹp này, canpen này. Bên trong có chia vạch nha, dung tích 1.5 lít này. Đó, rất là đẹp này, hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ .net. Sản phẩm có bảo hành 5 năm nha, với 5 lớp đáy đấy ạ, bảo hành 5 năm, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ .net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.